chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình trên đài Việt Mỹ Television. Hôm nay trong chương trình Tâm Tình với câu lạc bộ sân khấu nhỏ, Lily hân hạnh có được một người khách mời rất là thân quý. Anh đã đến với câu lạc bộ sân khấu nhỏ từ những năm về trước. Và bây giờ, trước khi mà mình biết được người đó là ai, thì Lily xin được nói một tí về nhân vật quan trọng này. Thưa quý vị, nhân vật quan trọng này là một người nguyên gốc là kỹ sư, nhưng anh đã đi theo cái tâm hồn về nghệ thuật và đã có một thời gian bỏ luôn cả công ăn việc làm, nghề chính, nghề tay phải của mình để mà chuyển qua về nghệ thuật. Nói đến đó thì Lily xin tạm ngưng lại và để hân hạnh giới thiệu người khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là anh Châu Thụy. Xin chào anh Châu Thụy. Châu Thụy xin kính chào quý vị khán giả của đài Việt Mỹ và thân chào chị Lily. Cảm ơn anh. Hôm nay trời nóng quá, không biết là nơi anh ở nó như thế nào. Thật ra thì miền Nam Cali thì so với những nơi khác thì nóng cũng không, nghĩa là cái nóng ở đây chỉ là một cái nóng có mấy tiếng đồng hồ thôi, và rồi chiều tối thì gió biển thổi vào lại đưa cái không khí của gió lạnh vào, thành ra rất là thoải mái chị. Dạ vâng, mà Cali thì mình lại nóng, nếu mà có nóng thì nóng nó nóng khô, nó đỡ hơn là nóng ẩm, phải không thưa anh? Đúng vậy chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, để trở lại với Tâm Tình với câu lạc bộ sân khấu nhỏ, thì cách đây 3 năm vào tháng 4 năm 2013 thì câu lạc bộ sân khấu nhỏ đã mời được anh Châu Thụy đến như là một người khách mời đặc biệt trong chương trình. Và cái chương trình đó không biết anh Châu Thụy có nhớ không? Anh Châu Thụy đã mang cái gì đến ở trong chương trình ạ? Thì làm sao mà quên được, với sân khấu nhỏ là một trong những cái sinh hoạt mà đối với Châu Thụy phải nói là rất là thích. Bởi vì có những cái sinh hoạt về văn nghệ mà mang lại cho tất cả mọi người. Phải nói là đối với Châu Thụy thì những lần đến tham dự những cái buổi văn nghệ đó thì không tới sớm là không có chỗ. Thế nên đó là một cái mà cảm thấy là cái sự ủng hộ rất là nồng nhiệt của tất cả những khán giả của yêu thích văn nghệ. Nhưng mà đối với Châu Thụy thì cái lần đầu tiên được đóng góp trong cái buổi đêm văn nghệ đó là về cái tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Thì trong cái nghệ thuật bút họa thì cách đó mấy năm thì Châu Thụy có gặp anh Nguyễn Đức Quang và nói về cái tác phẩm Việt Nam Quê Ngạo Nghễ của anh. Phải nói là từ những ngày mà còn sinh hoạt trong thiếu nhi thì và hướng đạo thì Châu Thụy đã được nghe cái bài Việt Nam Quê Ngạo Nghễ rồi, thành ra trong lòng luôn luôn thuộc và cảm thấy những cái lời của bài hát rất là hay. Thế rồi trong cái nghệ thuật bút họa thì Châu Thụy đã đưa cái nghĩ đến làm sao hình thành cái tác phẩm bút, mang cái bản nhạc Việt Nam Quê Ngạo Nghễ thành một cái tác phẩm bút họa. Thì anh Nguyễn Đức Quang đã đồng ý, nhưng một cái điều không may mắn là cái tác phẩm này Châu Thụy đã hình thành hơi lâu, và vì mất thời gian để tạo trên một cái bức tranh lụa, và thành ra là khi tác phẩm hoàn thành thì anh không còn trong cuộc đời, thành ra thiếu đi cái chữ ký của anh. Dạ thưa vâng, tưởng cũng để nhắc lại cái chương trình lần đó vào tháng 4 năm 2013 là chương trình Hát và Khóc cho Quê Hương. Đó là cái chương trình thứ 3 của câu lạc bộ sân khấu nhỏ thực hiện. Trước đó 2 lần thì đã thực hiện ở chỗ khác, và lần đầu tiên mà tổ chức ở Nhật báo Người Việt với cái mục đích là muốn đưa đến với lại khán giả cái suy nghĩ, cái ý tưởng tại sao lại có câu lạc bộ sân khấu nhỏ. Nó là cái ý tưởng của đã khởi đi từ anh Nguyễn Đức Quang. Và cũng vì thế chương trình luôn luôn được kết thúc với nhạc phẩm là Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Thì lần đầu tiên mà xuất quân ở một cái địa điểm mới với một cái mục đích thật là rõ ràng và có được cái sự yểm trợ của các em thế hệ tiếp nối, thì các anh chị em trong nhóm Chủ Trương mới nghĩ rằng là không có gì hay hơn là mời được người tác giả mà đã có một cái mối liên hệ rất là đặc biệt mà anh Châu Thụy vừa mới trình bày cho khán giả biết với cái tác phẩm Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ đó.
nó đã là một cái sự rất là xúc động cho rất nhiều khán giả xem ngày hôm đó, khi mà được nghe anh giải thích từng cái chiều sóng nó như thế nào, nó có ý nghĩa là làm sao. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và sau cái lần đó thì bẵng đi đến gần 3 năm sau thì mới có dịp, mới có cái cơ hội để mời anh trở lại với lại câu lạc bộ sân khấu nhỏ như là một người khách mời đặc biệt. Chứ Lily cũng biết là anh đã tham dự những cái chương trình văn nghệ từ năm 2013 đến năm 2016 nữa như anh đã nói. Nhưng mà sở dĩ cho cái chương trình tháng 3 vừa rồi là chủ đề về một góc cõi riêng anh Bằng. Các anh chị em có cái ý định, có cái ý muốn là đưa ra những cái nét mới trong cái dòng nhạc sáng tác của nhạc sĩ anh Bằng. Và một lần nữa lại được biết ra là anh Châu Thụy có một cái mối liên hệ với nhạc sĩ anh Bằng. Thì bây giờ anh Châu Thụy bật mí cho các khán giả nghe. Thưa chị Lily và quý vị khán giả, thì cũng đây cũng là một cái điều mà mất mát trong cái giới âm nhạc của Việt Nam mình. Cách đây hơn một năm thì nhạc sĩ anh Bằng đã rời bỏ chúng ta. Thì cái trước đó thì khi mà có những lần gặp gỡ và sinh hoạt với nhạc sĩ anh Bằng thì Châu Thụy rất kính phục vì những đóng góp và những cái tâm tư của nhạc sĩ gửi vào trong những tác phẩm mà cho đến khi mà sau một thời gian suy nghĩ thì Châu Thụy lại hoàn tất một cái tác phẩm gần 200 tựa của tất cả những bản nhạc của nhạc sĩ đã sáng tác để hình thành thành cái khuôn mặt của nhạc sĩ. Thành ra một lần nữa sân khấu nhỏ lại Châu Thụy lại được có một cơ hội để trình bày một tác phẩm khác và mang một cái ý nghĩa cho cái đêm chủ đề cho cái đêm văn nghệ hôm đó. Thành ra trước tiên là cảm ơn chị và cảm ơn sân khấu nhỏ đã cho Châu Thụy có cơ hội. Mình cứ cảm ơn nhau qua lại như thế. Thưa quý vị, trong cái chương trình ngày hôm đó, chốc nữa đây chúng tôi sẽ cho chiếu một cái đoạn, trích đoạn phỏng vấn anh Châu Thụy. Hỏi anh Châu Thụy là nên gọi anh, xưng hô với anh là như thế nào? Là một họa sĩ, là một kỹ sư, hay là một người trai, là như thế nào? Thì anh lại rất là khiêm tốn. Thì bây giờ nếu Lily xin đại diện cho khán giả đang xem chương trình hỏi anh Thụy, nếu mà phải chọn một cái danh xưng nào đó thì anh nghĩ là cái danh xưng nào nó gần gũi với anh nhất và tại sao? Câu hỏi hơi khó là bởi vì đối với Châu Thụy thì từ trước giờ đó thì giống như chị Lily vừa giới thiệu với khán giả là xuất thân khi mới vượt biên sang đây thì vào năm 1980 thì Châu Thụy có trở lại trường để ráng học. Sau 4 năm thì ra làm về kỹ sư điện, nhưng mà rồi cái đam mê về nghệ thuật nó đã nằm mất một bên nửa của trái tim. Thành ra là cái sự đeo đuổi về nghệ thuật như vậy thì sau một cái chuyến đi về Việt Nam thì Châu Thụy thấy những người ta trình bày những cái tác phẩm ở Việt Nam gọi là thư pháp. Nhưng mà rồi những cái câu đối họ dùng cái mực cổ để họ viết lên thì đối với Châu Thụy thì mình phải làm sao cho nó nâng cái vấn đề nghệ thuật lên. Thì sau đó thì Châu Thụy đã bỏ công việc và về tiếp tục học hỏi và nghiên cứu, rồi trau dồi, rồi nghĩa là cái này nó mất rất là nhiều thời gian để mình có thể tập luyện cho nó cho đến khi mà mình cảm thấy là nó thuần thục một chút xíu thì bắt đầu mới có những cái tác phẩm ra đời được. Thì phải nói là rồi từ cái nghệ thuật bút họa thì sau cái tác phẩm Thuyền Nhân mà Châu Thụy viết, rồi đến Ao Ước sau 3 năm thì có được một miếng ván thuyền. Thì hai cái tác phẩm đó nó luôn luôn ám ảnh và Châu Thụy cách đây một năm Châu Thụy đã ra mắt tác phẩm Vực Xoáy. Thì phải nói là cái người mà thích làm nhiều thứ từ nghệ thuật cho đến viết văn, thành ra đối với Châu Thụy thì mình là cái người mà có nghĩa là Châu Thụy luôn luôn quan niệm là Thượng Đế tạo cho mình rất là nhiều cái khả năng để mình làm rất là nhiều. Thành ra không có phải thiên về một cái lĩnh vực nào, nhưng mà nếu mà mình làm với hết tất cả tấm lòng của mình, với tất cả những cái trái tim, thì đối với Châu Thụy thì
mình sẽ thành công. Thành ra ngoài ra thì cũng còn có những nhiều chương trình khác nữa, thì chút xíu có thể có cơ hội để chia sẻ với chị Lưu Linh. À, anh Châu Thủy Ánh nói như thế mà cuối cùng mình cũng không biết là anh muốn anh tự xưng là cái gì. Chỉ xin chị Lưu Linh cứ đơn giản gọi là Châu Thủy là đủ rồi. Dạ vâng. Thưa quý vị, riêng cá nhân của Lily thì đã có cái may mắn gặp anh Châu Thụy vào cái thời điểm sớm hơn là câu lạc bộ sân khấu nhỏ vào năm 2013. Lần đầu tiên mà Lily gặp anh Châu Thụy là ở văn phòng của một người luật sư, một người bạn của cả hai bên. Lily còn nhớ năm đó là 2007 thì phải. Dạ vâng, chắc khoảng thời gian đó. Vâng, trong một cái sự rất là vô tình. Không hiểu cái câu chuyện nó đưa đẩy như thế nào để mà rồi anh Châu Thụy nói là mình có lẽ là nên thành lập một cái nhóm gọi là nhóm Việt sĩ, phải không ạ? Dạ vâng. Thì bây giờ anh Châu Thụy cho biết Việt sĩ có nghĩa là gì và nó đã đi đến đâu rồi thưa anh? Thật ra thì cái lúc đó có rất là nhiều hoài bão, thưa chị vậy. Thành ra cái Việt sĩ là Châu Thụy có quen một số người bạn và muốn tạo thành một cái trung tâm. Ở đó mình sẽ có tất cả nhiều cái môn nghệ thuật khác nhau, từ viết văn, làm thơ, rồi học về võ thuật, để tạo dựng cho các em nhỏ có một cái cơ hội để sinh hoạt. Và thứ hai nữa là tạo dựng tất cả những người mà có thể trong tương lai để mà có thể đứng lên để làm lãnh đạo. Thành ra cái hoài vọng rất là lớn, nhưng mà bởi vì có lẽ vì cái công ăn việc làm, rồi vì cái sự cố gắng đã không có đồng nhất của tất cả, của nhiều người. Thành ra cho đến giờ này thì cái hoài bão đó vẫn còn nằm trong giấc mơ. Nhưng mà đối với Châu Thụy thì vẫn hy vọng. Nhưng mà thực sự thì hiện nay chúng ta thấy, thí dụ như tất cả những trung tâm Việt ngữ cũng đang cố gắng để tạo dựng cho tất cả con em vẫn tiếp tục theo học để mà rèn luyện về cái tiếng mẹ đẻ. Rồi ngoài ra thì cũng có những cái chỗ mà dạy về võ thuật, hoặc là nhưng mà còn có nhiều bộ môn chúng ta chưa thấy đang phát triển, chưa thấy phát triển trong cái cộng đồng người Việt. Thành ra đó là những cái mà đối với Châu Thụy thì nếu mà được thì trong tương lai chúng ta phải làm cái gì đó để mà có một cái trung tâm nó quy tụ được tất cả những cái bộ môn như vậy, để cho các em tới, các em xem, để theo dõi, để mà có thể thấy là mình có thể thích hợp với cái bộ môn nào để mà học. Đó, tất cả mọi cái thì chúng ta làm cho đến ngày hôm nay đều có quy tụ là muốn xây dựng cho một cái thế hệ tương lai mà của người Việt Nam mà không bao giờ quên đi được cái nguồn, cội nguồn của mình. Dạ. Thưa quý vị, có lẽ cũng vì cái cơ duyên mà gặp anh Châu Thụy năm 2007 với những cái ý tưởng như thế mà 6 năm sau, khi câu lạc bộ sân khấu nhỏ chuyển qua một cái địa điểm sinh hoạt khác, đã câu lạc bộ, cái mục đích và chủ trương của câu lạc bộ sân khấu nhỏ nó có tiềm tàng có một phần thôi, chứ không có được nhiều bộ môn nghệ thuật như là anh Châu Thụy mong muốn cho cái trung tâm Việt sĩ. Câu lạc bộ sân khấu nhỏ muốn mượn văn hóa, muốn mượn các bộ môn nghệ thuật để giúp cho các em thế hệ tiếp nối duy trì văn hóa Việt qua ca, hát, múa, nói chung là những cái nghệ thuật mà không phải là về viết, ngay cả làm MC dẫn chương trình. Câu lạc bộ sân khấu nhỏ mong là mình khuyến khích được các em để các em biết yêu thương đất nước Việt Nam của mình, biết trân quý cái văn hóa Việt Nam mình qua các bộ môn nghệ thuật đó. Thì ở nơi đó, câu lạc bộ sân khấu nhỏ đã bắt gặp được anh Thụy, cho nên nó là một niềm vui rất là lớn. Rồi hai anh em mình tiếp tục lại còn gặp nhau để mà có những cái chia sẻ khác. Thì không rõ là anh Thụy có cảm nhận được cái điều đó ở câu lạc bộ sân khấu nhỏ không? Tạo cái môi trường cho cái thế hệ tiếp nối. Đó là điều rất là tốt. Tại vì đối với Châu Thụy thì từ những năm 2005 mà khi mà Châu Thụy có cơ hội sinh hoạt với các em tổng hội sinh viên, và hàng năm có những cái hội gian hàng về triển lãm về bút họa ở hội chợ Tết sinh viên, thì nói chung là mình nhìn thấy cái, nếu mà mọi người bây giờ mà nhìn lại quá khứ của mười mấy năm về trước thì không có nhiều những em biết nói tiếng Việt, hoặc là lên tất cả những
cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình, chúng ta thấy các em trò nhỏ rất hiếm để mà có thể nói được tiếng Việt. Nhưng mà ngày nay thì cũng phải nói là nhờ các trung tâm Việt ngữ, rồi tất cả các cái trường đại học đã có những cái chương trình mà dạy tiếng Việt, và rồi những cái sinh hoạt cho tất cả những cái như là tổng hội sinh viên hàng năm có hội chợ Tết như vậy, thì chúng ta thấy là tất cả các em đã phát triển tiếng Việt rất là hay, nói rất là lưu loát. Thì đó là một cái điểm son cho cái cộng đồng của mình, là các em vẫn còn hướng đến cái tiếng Việt và hướng về cái văn hóa của Việt Nam mình. Thành ra đó là cái điều mà Châu Thụy trong khi mà sinh hoạt được với các em thì Châu Thụy luôn luôn khuyến khích, bởi vì cái tiếng Việt không phải chỉ để nói, để viết, nhưng mà ngoài ra bút họa là một cái nghệ thuật để nâng cao cái chữ quốc ngữ của chúng ta. Dạ. Thưa quý vị, anh Châu Thụy vừa mới nhắc Lily một điểm là khi anh làm việc với lại các em ở trong Tổng hội Sinh viên Việt Nam, thì nếu mà quý vị có dịp về Little Sài Gòn, cái thủ phủ tị nạn của miền Nam Cali, thì vào dịp Tết ở cái hội chợ Tết mà do Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam Cali họ tổ chức đó, mà trong cái làng Việt Nam đó, thưa quý vị sẽ nhìn ra một cái hình ảnh của một cụ đồ trẻ mà ngồi viết bút họa, viết thư pháp, thưa quý vị, và có những cái tác phẩm nghệ thuật khác rất là hay. Người đó không ai khác, đó là anh Châu Thụy. Cảm ơn chị. Ông đồ trẻ chứ không phải ông đồ già. Thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, và bây giờ xin mời quý vị cùng xem trích đoạn một phần trong cái chương trình Một Góc Cõi Riêng Anh Bằng vào tháng 3 vừa qua, qua cái phần phỏng vấn anh Châu Thụy. Xin quý vị đừng rời máy và chúng tôi sẽ trở lại sau đó vào phần 2. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón họa sĩ Châu Thụy. Thật xin kính chào quý cô chú bác cùng quý anh chị. Nghệ thuật bút họa là một sự kết hợp giữa tranh và chữ để tạo nên cái hồn của tác phẩm. Thì như chúng ta thấy đây là tác phẩm bút họa Nhạc sĩ Anh Bằng, Một đời cho âm nhạc. Tác phẩm này được hình thành qua chân dung của cố nhạc sĩ với gần 200 tựa của tất cả các bản nhạc mà ông đã sáng tác. Sự sắp xếp này đã đưa Châu Thụy có một cái cảm giác dạt dào, yêu thương và kính trọng ông trong những lần được gặp gỡ và nói chuyện với ông. Châu Thụy có một cái cảm xúc là ông rất thiết tha yêu quê hương, yêu âm nhạc, và ngay cả những hơn 20 năm sau, ông không còn nghe được cái âm hưởng của những gì ông đã sáng tác, nhưng ông vẫn tiếp tục say sưa sáng tác. Bây giờ mời quý vị hình dung phía bên phải của tác phẩm là một phần của bản đồ hình cong chữ S của Việt Nam dấu yêu. Mở đầu là con đường Việt Nam từ ải Nam Quan. Rồi khi chúng ta vừa nghe thấy, chúng ta vừa nghe tất cả các anh chị trình diễn nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi, mà người ta thường nói là tôi xa Hà Nội, thì tác phẩm đó Nỗi Lòng Người Đi biểu tượng cho phố cổ Hà Nội. Tiếp tục xuôi về miền Nam, chúng ta ghé vào Hà Nội, ghé vào Huế thì có bản Huế đã xa rồi. Đi lên công viên, lên cao nguyên thì có bản bỏ phố Đà Lạt, rồi trở về thủ đô thì có bản Sài Gòn Kỷ Niệm. Đó là một số những địa danh mà cố nhạc sĩ đã đưa vào trong âm nhạc của ông. Ngoài ra, người ta còn hỏi Châu Thụy là trong tác phẩm có đặc điểm gì khác? Thì xin thưa với quý vị, ở đuôi mắt của nhạc sĩ là bản Nước Mắt Cho Quê Hương. Trên đôi môi, nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em. Tất cả chúng ta vẫn ao ước có một ngày quê hương thanh bình, tự do để trở về đất mẹ. Còn nhạc sĩ Anh Bằng, ông còn nợ quê hương và nợ chúng ta khúc nhạc
Nỗi lòng người về. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Và nhân tới đây, chắc quý vị cũng biết, trong tôi không rành lắm về cái nghệ thuật hội họa, nhưng mà cũng được biết rằng là trong dân gian cũng có một cái nghệ thuật về thư pháp. Thưa anh Châu Thủy, có thể nói một chút xíu về cái sự khác biệt giữa bút họa và thư họa hay là thư pháp? Dạ vâng. Thưa quý vị, thì như chúng ta biết là sau bao nhiêu ngàn năm đô hộ giặc Tàu, rồi cha ông vẫn phải dùng tiếng Hán. Để rồi khi mà biến chuyển sang tiếng Nôm, thì những người biết tiếng Hán thì có thể đọc tiếng Nôm, nhưng mà người Tàu họ không thể đọc được tiếng Nôm của mình. Thì trong cái thời gian đó, tiếng Hán và tiếng Nôm vẫn là chữ tượng hình. Để rồi khi mà Trúc ngữ ra đời, thì tất cả những ông đồ đã cất bút đi. Từ đó có bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Dạ. Thì sau này, thì cho đến khoảng cỡ 15 năm sau này, thì ở trong Việt Nam bắt đầu rộ lên cái phong trào dùng chữ quốc ngữ và dùng cái cách viết của người Trung Hoa. Nhưng mà đối với Châu Thụy thì sau một thời gian nghiên cứu thì chúng ta mới thấy rằng cái chữ quốc ngữ mẫu từ ABC viết thực sự là có thể tạo được cái nét rồng bay phượng múa. Như quý vị thấy đây, thì như Châu Thụy vừa nói lúc đầu đó, là nghệ thuật bút họa là một sự kết hợp giữa tranh và chữ để tạo lên cái hồn của bức tranh. Còn đối với chữ Hán và chữ Nôm thì nó đã là một cái khổ chữ và người ta không thể thay đổi được. Nhưng mà đối với mẫu từ ABC thì nếu mà quý vị đã có những cái dịp mà tham dự vào hội chữ Tết sinh viên, thì Châu Thụy thường có những cái buổi triển lãm ở ngoài đó. Thì trong cái nghệ thuật này, chúng ta mới thấy là dùng cái mẫu từ ABC trong tiếng Việt thì mình có thể viết được rất là nhiều những cái tác phẩm điển hình. Như Châu Thụy có tác phẩm Thuyền Nhân, thì ngay trong cái tác phẩm Thuyền Nhân có hình của con thuyền và tất cả những người trên con thuyền kết hợp thành cái chữ Thuyền Nhân. Thành ra vì chính vì thế mà chúng ta gọi là bút họa. Vâng, thưa anh, cái bức họa, nhạc sĩ Anh Bằng ở đây, họa sĩ Châu Thụy vẽ lên trước khi gặp gỡ nhạc sĩ Anh Bằng hay là sau khi gặp nhạc sĩ? Dạ thưa, trong cái thời gian quen biết và nhạc sĩ có ghé đến nhà Châu Thụy nhiều lần. Ông là một người rất là dễ thương, nếu mà chúng ta có cơ hội gặp. Từ một lần đầu, một cái sự thân thiện, ông rất là khiêm nhường, chứ không phải là vì mình có tài. Thành ra chính vì vậy, cái sự thân thiện của Châu Thụy với nhạc sĩ Anh Bằng càng ngày càng gắn bó. Thế rồi, trong cái thời gian cách đây khoảng 5-6 năm về trước, thì ông mang một cái cơn bệnh mà có lẽ người ta nghĩ là sẽ không qua được lâu. Thành ra từ cái đó, Châu Thụy bắt đầu với để ý là muốn tạo một tác phẩm cho nhạc sĩ Anh Bằng. Thì nói trở lại là sân khấu nhỏ này do anh Nguyễn Đức Quang là người mà có cái chủ đích sáng lập lên. Thì Châu Thụy đã làm cái bức tranh cho anh Nguyễn Đức Quang và đã tận gặp anh và xin phép anh dùng bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Thì Châu Thụy đã có một lần đã được triển lãm vào đây, thì cái bức Việt Nam quê hương ngạo nghễ là tất cả những cái ngọn lửa, tại vì nếu mà ai mà đa số là chúng ta đều biết bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, cái lời nhạc rất là mạnh. Thành ra khi Châu Thụy viết thì viết thành ngón cái ngọn lửa rất là sống. Và chỉ vì khi mà gặp anh Nguyễn Đức Quang, anh đồng ý sau khi nhà Châu Thụy viết xong thì anh sẽ tới ký. Nhưng bởi vì cái bức tranh đó Châu Thụy không có viết trên một mặt giấy bình thường, mà viết trên, Châu Thụy phải về Việt Nam học cách vẽ tranh lụa, để rồi vẽ một cái phông đằng sau là một bức tranh của chân trời tím, rồi trên nền đỏ là những cái chữ của bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Thành ra khi Châu Thụy hoàn tất bức tranh thì anh đã qua đời. Chính vì thế khi mà gặp nhạc sĩ Anh Bằng thì thấy là ông có vẻ về sau này ông không được khỏe nữa, thì Châu Thụy mới có ý định làm một tác phẩm cho cố nhạc sĩ.
Và chính vì lẽ đó có chữ ký của nhạc sĩ Anh Bằng. Dạ vâng. Phải không ạ? Thì đây là một trong những tác phẩm đối với Châu Thụy cũng chia sẻ cho quý vị biết. Cái sự suy nghĩ rất là lâu, Châu Thụy đã gặp ông và ngồi để nghe ông kể lại từ làm sao ông viết bài Anh Còn Nợ Em, rồi cho đến bài Nỗi Lòng Người Đi. Và tất cả nhiều nhạc khúc như vậy thì khi mình ngồi mình nghe cái sự tâm sự của ông để cho nó nhập tâm. Thì chính vì cái sau những lần gặp gỡ như vậy thì Châu Thụy có ý định là dùng tất cả một số những bản nhạc của ông và tạo lên cái khuôn mặt của ông. Thì khi đây là một trong những tác phẩm phải nói là Châu Thụy phải viết liên tục từ Con Đường Việt Nam cho đến cái bài cuối cùng là siết 6 tiếng đồng hồ liên tục. Rồi bởi vì trong cái nghệ thuật này nếu mà chúng ta ngưng á, thì tất cả cái nét vẽ nó thay đổi. Khi mà mình vừa viết xuống, mình viết lại cái chữ đó đã không giống nhau rồi. Thành ra cái tác phẩm này là một trong tác phẩm lâu nhất mà Châu Thụy phải ngồi và viết 6 tiếng đồng hồ. Như vậy sau khi mà nhạc sĩ Anh Bằng ký tên trên cái bức họa này đó, thì sau đó những cái mối thâm tình giữa Châu Thụy và Anh Bằng như thế nào? Thì sau khi mà Châu Thụy có làm một bữa tiệc nhỏ để cho nhạc sĩ tới để kéo màn, thì phải nói nhạc sĩ rất cảm động. Những cái lời chia sẻ cho đến bây giờ đã được thâu lại. Thì phải nói là sau cái lần gặp gỡ và sau cái tác phẩm nhạc sĩ ký vào thì Châu Thụy được hân hạnh được làm một trong những người con của nhạc sĩ Anh Bằng. Cái đó cũng là duyên và nợ phải không ạ? Dạ, vâng. Chắc chắn anh sẽ về hát bài Anh Còn Nợ Em và Anh Còn Yêu Em phải không ạ? Dạ, vâng.